Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dặn các em toán lớp 6 bài 31 sách kết nối chi thức với cuộc sống nha. Trong xin bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 31, một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2 phần bài tập. Mình sẽ làm câu 7.17 trước nha. Giờ câu này là 25% của 8 là bao nhiêu? Như vậy là các em muốn tìm 25% của 8 thì mình sẽ lấy 8 nhân cho 25 chia cho 100 là ra kết quả đúng này. Giờ mình sẽ làm câu này. 25% của 8 của số 8 là như mình sẽ lấy 8 nhân cho 25 chia cho 100. 8 nhân cho 25 phần 100. Giờ như vậy mình sẽ lấy 8 nhân 25 chia cho 100 đúng không? Như vậy 25% này thì mình hiểu là 1/4 đúng không? Như vậy có nghĩa mình lấy 8 chia cho 4 thì được là 2. Như vậy là số 2. 25% của số 8 chính là số 2 nha. Mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ 7.5% của 180 là bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy 180 nhân cho 7.5 chia cho 100 đúng không? Là ra kết quả rồi. Trăm tám mươi nhân 7.5 chia cho 100 bằng bao nhiêu? Giờ như mình sẽ bấm máy luôn cho nhanh nha. 180 nhân cho 7.5 chia 100 thì bằng là 13.5 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu 7.17 nha. Giờ 7.17 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu 7.18, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm của một ngân hàng là 7.4%. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó, sau 1 năm thì bác Đức rút cả vốn lẫn lãi sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Giờ thầy sẽ làm câu này. Như vậy mình sẽ tìm số tiền lãi sau 1 năm dưới. Thì mình sẽ lấy 150 triệu mình sẽ nhân cho 7.5 chia cho 100 là ra kết quả đúng không? Giờ số tiền lãi sau 1 năm này. Giờ như mình sẽ lấy 150 nhân 7.5 chia 100. 150 nhân cho 7.4 chia cho 100 bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ máy tính bấm cho nhanh nha. 150 nhân cho 7.4 chia 100 thì bằng là 11.1 triệu đồng. 11.1 đơn vị là triệu đồng nha. Đúng rồi. Như vậy là nếu mà các em có 150 triệu đồng các em gửi ngân hàng thì 1 năm thì các em phải lãnh được khoảng 11 triệu đồng đúng không? Còn nếu mà các em có 1 tỷ rưỡi thì 1 năm các em sẽ nhận được khoảng 111 triệu đồng đúng không? Như vậy là sau khi tính tiền lãi xong mình sẽ tính cả vốn lẫn lãi luôn nhé. Tổng số tiền
tổng số tiền cả vốn lẫn lãi là giờ mình sẽ lấy 150 triệu cộng thêm tiền lãi, đúng không? 150 cộng thêm 11,1 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy kết quả là 161,1 triệu đồng, đúng không? Giờ như vậy là mình xong 7.18 nhé. Giờ 7.18 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu 7.19 nha. Giờ câu 7.19, giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625.000 đồng. Trong chương trình khuyến mãi, khi mặt hàng này được giảm giá 10%, như vậy khi mua một chiếc điện thoại loại này, người mua được giảm bao nhiêu tiền? Giờ hãy trả lời câu 7.19. Như vậy giảm 10% thì mình lấy số tiền này nhân cho 10% là mình biết là người mua sẽ được giảm bao nhiêu tiền, đúng không? Như vậy là mình trả lời là khi mua một chiếc điện thoại loại này, người mua được giảm số tiền là 625.000 đồng mình nhân cho 10%, đúng không? Có nghĩa là nhân 10 chia 100, như vậy sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy kết quả là 62.500 đồng, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu 7.19 nha. Giờ 7.19 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 7.20 nha. Theo tổng cục thống kê thì năm 1989 cả nước có khoảng 914.396 người dân tộc Mường. Sau 30 năm thì số với người Mường đã tăng lên thành 1.452.095 người. Hãy cho biết trong 30 năm đó thì số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10, đúng không? Như vậy là mình muốn biết là tăng thêm bao nhiêu người
thì mình sẽ lấy số này trừ số này là ra kết quả thôi, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính tổng số người mường đã tăng trong 30 năm là. Tổng số người mường, có nghĩa người dân tộc mường, đã tăng trong 30 năm là. Giờ mình sẽ lấy số này là 1.452.095 người. Mình sẽ trừ cho 914.396 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ bấm máy cho nhanh nha. 1.452.095 trừ cho 914.396 bằng 537.699 người, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem tăng bao nhiêu phần trăm, đúng này, số người mượn ở Việt Nam tăng bao nhiêu, mình sẽ tính ra. Như vậy mình sẽ lấy số người đã tăng trên sống số người vào năm 1989 giờ nhân cho 100% là ra kết quả nhé. Năm 537.699 người trên 914.396 nhân cho 100% bằng. Giờ như mình lấy số này nhân 100 chia số này dấu phần trăm giữ lại, đúng không? Giờ mình bấm máy luôn cho kết quả nha. 537.699 nhân 100 chia cho 914.396 bằng. Giờ 58.803, mình sẽ làm tròn là 58.8 nha. Như vậy ở đây mình sẽ để dấu gần bằng nha. Đúng này. Giờ như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 58.8% nha. Giờ như vậy là mình xong câu 7.20 nha. Giờ 7.20 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết các em làm đúng nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng giờ hãy bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hàng xóm nhé. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì các em bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nhé.